Sáng mùng 8 tháng 6, công an thành phố Phan Thiết đã bắt được hai thanh niên trong nhóm 5 đối tượng dùng hung khí tấn công gây thương tích cho một thiếu niên sinh năm 2009 tại phường Đức Long thành phố Phan Thiết. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc trên là do mâu thuẫn bộc phát. Hiện công an thành phố Phan Thiết đang truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó vào chiều mùng 7 tháng 6, ông NVL, sinh năm 1969, chú khu phố 1 phường Đức Long đã đến công an xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết, trình báo việc cháu của ông là NMQ, sinh năm 2009, chú cùng nhà với ông L, bị một nhóm đối tượng tấn công gây thương tích, phải cấp cứu tại bệnh viện. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an thành phố Phan Thiết xác định, nhóm dùng hung khí tấn công gây thương tích cho anh NMQ gồm 5 đối tượng, NTP sinh năm 2008, PTN sinh năm 2007, NMT sinh năm 2005 và LCV sinh năm 2007, cùng chú thôn Tiến Hải, xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết và VNH sinh năm 2009, chú phường Đức Long. Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang truy bắt những đối tượng còn lại, đồng thời điều tra làm rõ vụ việc. Ngày 8 tháng 6, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Đình Long, sinh năm 2001, huyện Hoài Đức, Hà Nội, và Nguyễn Xuân Trung sinh năm 2002, huyện Trương Mỹ, Hà Nội, về tội sản xuất buôn bán hàng cấm. Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, cơ quan công an phát hiện một số đối tượng sử dụng mạng xã hội để đăng tải hình ảnh và giao bán pháo nổ. Khoảng 12 giờ ngày 4 tháng 6, tại địa bàn phường Quang Trung, quận Hà Đông, lực lượng chức năng đã bắt giữ hai đối tượng có hành vi sản xuất, buôn bán pháo nổ nêu trên. Tại cơ quan công an, cả hai đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, vào tháng 3 năm 2024, qua tìm hiểu trên mạng xã hội, Nguyễn Xuân Trung nhận thấy nhiều người có nhu cầu về pháo nổ. Trung lên mạng nghiên cứu về cách thức chế tạo pháo nổ, sau đó tìm cách mua thuốc pháo, các chất bột hóa học và giấy để cuộn pháo. Sau khi có các nguyên liệu, Trung trộn lẫn rồi mang đốt thử. vài lần thí nghiệm thành công, Trung bắt đầu sản xuất pháo. để phục vụ việc quảng cáo và bán pháo cho khách, Trung lập trang Facebook cá nhân chuyên làm chàng cối hoa và tài khoản Zalo chuyên làm chàng cối hoa. Khoảng tháng 4 năm 2024, Nguyễn Đình Long sử dụng tài khoản Zalo Long Nguyễn nhắn tin cho Trung để trao đổi việc mua bán pháo. Long thỏa thuận khi có khách hàng đặt mua sẽ báo cho Trung để sản xuất. Tiếp đó, Long lập tài khoản Facebook Cối Bình Đà, đăng quảng cáo bán pháo nổ để tìm khách mua pháo. Qua kênh này, Long được một khách hàng có tài khoản Facebook là Sơn Tôm nhắn tin đặt mua 5 dây pháo nổ, mỗi dây dài 2 mét. Ngày 31 tháng 5, Long nhắn tin cho Trung về đơn hàng trên Số pháo này trung báo giá cho Long là 750.000 đồng một mét với tổng giá trị là 7,5 triệu đồng. Long báo lại với Sơn Tôm giá 1 triệu 150.000 đồng một mét, tổng giá trị là 11,5 triệu đồng. Sáng mùng 4 tháng 6, Sơn Tôm chuyển khoản cho Long 11,5 triệu đồng và nhắn tin bảo Long chuyển pháo đến khu vực cây xăng Vạn Phúc Hà Đông và cung cấp số điện thoại người nhận. Trung đóng gói 5 dây pháo vào thùng các tông, bên ngoài dán kín bằng băng dính và thuê xe ôm công nghệ để vận chuyển pháo giao cho khách. Khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng trên, công an đã thu giữ nhiều nguyên liệu và thiết bị, vật tư sử dụng để sản xuất buôn bán pháo nổ. Ngày 7 tháng 6, Ban tôn giáo chính phủ đã gửi văn bản đề nghị Ban tôn giáo, Sở nội vụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, làm việc với Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam nhằm thẩm tra, giả soát, xác minh về những phát ngôn, thuyết giảng của Thượng tọa Thích Trân Quang bị dư luận phản ánh. Văn bản ghi rõ, nếu những phát ngôn trong một số clip lan truyền trên mạng xã hội không đúng với giáo lý, giáo luật, truyền thống văn hóa của Phật giáo và lịch sử của dân tộc Việt Nam, sửa đổi giới cấm trong chứng điệp quy y tam bảo của Phật giáo sẽ bị xử lý nghiêm minh. Trước đó, Thượng tọa Thích Thiện Đức, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng thông tin. Những phát ngôn của Thượng tọa Thích Trân Quang trong một số clip mà dư luận phản ánh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã giao Ban Hoàng Pháp Trung ương và Văn phòng 2 tổ chức buổi làm việc vào ngày 19 tháng 4 để kiểm điểm, chấn chỉnh các nội dung dẫn dụ, theo luật nhân quả trong giáo lý Phật giáo làm hoang mang xã hội. Cũng liên quan tới phản ánh về thuyết giảng phản cảm, ngày 6 tháng 6 năm 2024, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ra thông báo về biện pháp xử lý đối với Đại đức Thích Luận Đức, Tổ đình Hộ Pháp, xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vì đã có các phát ngôn và thuyết giảng làm suy giảm niềm tin của xã hội đối với Phật giáo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thông báo số 223TB HDTS VP2 do Thượng tọa Đích Phương Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm tránh văn phòng 2, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa ký nêu rõ. Các phan ngôn vừa thuyết giảng này, phan ngôn và thuyết giảng của Đại Đức Thinh Nhuận Đức đã làm suy giảm niềm tin của xã hội đối với Phật giáo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Vì vậy, Giáo hội Phật giáo Việt Nam quyết định nghiêm cấm Đại Đức Thinh Nhuận Đức thuyết giảng trong mọi hình thức. Đại Đức Thinh Nhuận Đức phải sám hối trư tăng và ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đồng thời bị kỷ luật biệt chúng tổ đình hộ pháp, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Sau một năm, Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu báo cáo về đạo hạnh, việc hành trì oai nghi, giới luật của Đại Đức Thích Nguyện Đức. Trước đó ngày 4 tháng 6 năm 2024, lãnh đạo Ban thường trực Hội đồng trị sự, lãnh đạo các ban hoàng pháp, pháp chế, kiểm soát, thông tin truyền thông và Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có buổi làm việc với Đại Đức Thích Nguyện Đức tại Thiền viện Quảng Đức, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Sự việc được xác nhận là trên mạng xã hội lưu truyền các video, trong đó có các phát ngôn, nội dung thuyết giảng của Đại đức Thinh Nhuận Đức sai với tôn chỉ, giáo lý, giáo luật Phật giáo, đồng thời vi phạm các quy tắc thuyết giảng của Ban Hoàng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tại buổi làm việc, Đại đức Thinh Nhuận Đức đã xin sám hối trư tăng và giáo hội. Đại đức Thinh Nhuận Đức bày tỏ trong thư sám hối, con được quý ngài chỉ dạy những điểm sai, con đã nhận thức được những sai phạm của mình, con thấy có lỗi quá nhiều và làm ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội, ảnh hưởng đến hình ảnh trang nghiêm của chư tôn đức tăng ni nói chung. Thưa quý vị, trước đó, vụ chùa Ba Vàng tổ chức nghiêm bái và truyền thông xá lợi tóc Đức Phật hồi tháng 12 năm 2023 cũng khiến dư luận dậy sóng, tạo ra nhiều thông tin trái chiều. Sự việc này đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới niềm tin của Phật giáo và uy tín của giáo hội. Trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh sau đó đã bị kỷ luật cảnh cáo về sai phạm này. Theo đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có thông báo kết luận tới Đức Pháp chủ hội đồng chứng minh, ban giám luật, hội đồng chứng minh về việc xử lý kỷ luật Đại Đức Thích Trúc Thái Minh về các sai phạm xảy ra tại Chùa Ba Vàng, Quảng Ninh. Thông báo nêu, ngày 22 tháng 12 năm 2023, Chùa Ba Vàng tổ chức kỷ niệm 765 năm ngày đản sinh của Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Sau đó từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 12 năm 2023, chùa Ba Vàng tổ chức cho các Phật tử và nhân dân chiêm bái xá lợi tóc Đức Phật tại chùa, được truyền thông trên các trang điện tử của chùa Ba Vàng. Và Đại Đức Thích Trúc Thái Minh giới thiệu, đây là xá lợi tóc Đức Phật từ 2.600 năm, bảo vật của chùa Parami và bảo tàng xá lợi Phật Parami, Yagon, Myanmar. Sự kiện tổ chức chiêm bái và truyền thông về xá lợi tóc Đức Phật tại chùa Ba Vàng đã bị dư luận xã hội phê phán, tạo ra nhiều thông tin trái chiều ảnh hưởng nghiêm trọng tới niềm tin của Phật giáo và uy tín của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban Tôn giáo Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh kết luận, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì Chùa Ba Vàng, đã vi phạm luật tín ngưỡng, tôn giáo trong việc đăng ký nội dung chiêm bái xã lợi tóc Đức Phật tại Chùa Ba Vàng và vi phạm về việc mời người nước ngoài tham gia sự kiện không thông báo. Đại Đức Thích Trúc Thái Minh nhiều lần xuất cảnh hoạt động tôn giáo ở nước ngoài, không báo cáo giáo hội và cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo. Việc làm của chủ ba vàng đã gây mất niềm tin của xã hội đối với Phật giáo, làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội và uy tín của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngày 13 tháng 1 năm 2024, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự họp tại Thiền viện Quảng Đức, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, dưới sự chủ trì của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự, đã cho ý kiến về sự việc này như sau. Xá lợi Phật là niềm tin của Phật giáo, là niềm tin tôn giáo. Xá lợi Phật là có thật, từ trong lịch sử kinh điển Phật giáo, khảo cổ học và hiện nay xá lợi Phật là bảo vật của một số nước châu Á có niềm tin Phật giáo. Việc tôn thờ xá lợi Phật, niềm tin được thực hành trong đời sống tôn giáo của cộng đồng Phật tử thế giới. Sự việc Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì Chùa Ba Vàng, đã tổ chức chiêm bái xá lợi tóc Đức Phật do Thượng tọa U trụ trì Tu viện Parami và Bảo tàng xá lợi Phật Parami, còn gọi là Tu viện Than Quay hoặc Pami Kia Dung, địa chỉ tại đường Thôn Quay, khối 5, thị trấn Nam Okapala, Dragon, Myanmar rước sang chùa Ba Vàng để Phật tử chiêm bái trong tuần lễ kỷ niệm 765 năm ngày đàn sinh của Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Không báo cáo với Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh và Hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam. Không tổ chức chú đáo, truyền thông không được kiểm chứng, gây mất niềm tin của xã hội đối với Phật giáo, suy giảm niềm tin của giáo hội Phật giáo Việt Nam là vi phạm khoản 2, điều 82, chương 13, hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ 7. Đại đức Thích Trúc Thái Minh xuất cảnh dân nước ngoài hoạt động, giao lưu tôn giáo mà không báo cáo giáo hội và mời chư tăng cách nước ngoài tham dự lễ tại chùa Ba Vàng, không báo cáo xin phép giáo hội các cấp là vi phạm điều 76, điều 79 chương 14 Quy chế hoạt động Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 9 2022-2027. Căn cứ điều 82 chương 13 Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ 7. Căn cứ khoản 2, điều 71 chương 13 Quy chế hoạt động Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 9, 2022-2027. Tập thể Ban Thường trực Hội đồng trị sự quyết định, kỷ luật cảnh cáo Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, xàm hối Ban Thường trực Hội đồng trị sự và thông báo tới các ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố. Đại Đức Thích Trúc Thái Minh phải cam kết hứa nếu tiếp tục để xảy ra những sai phạm tương tự làm mất niềm tin của xã hội đối với Phật giáo, ảnh hưởng đến uy tín của Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ bị tước quyền trụ trì. Chùa Ba Vàng sẽ không được tổ chức các sự kiện giao lưu quốc tế trong một năm. Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tăng cường biện pháp giám sát chặt chẽ hoạt động tôn giáo và truyền thông của chùa Ba Vàng của Đại Đức Thích Trúc Thái Minh. Ban thường trực Hội đồng trị sự kính trình Đức Pháp Chủ và Trư Tôn trưởng lão Hội đồng giám luật thuộc Ban thường trực Hội đồng chứng minh. Theo trưởng đoàn thanh tra pháp chế Ban tôn giáo Chính phủ, sự việc này đã làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội và chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo ảnh hưởng tới uy tín của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cơ quan thanh tra cho rằng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Phật giáo Quốc tế, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Uông Bí cần chấn chỉnh, yêu cầu Đại đức Thích Trúc Thái Minh giúp kinh nghiệm về các hành vi vi phạm pháp luật về tôn giáo. Qua việc này, các cấp giáo hội cần tăng cường quản lý chức sắc, chức việc, nhà tu hành, kịp thời có biện pháp chấn chỉnh trong toàn giáo hội để tạo sự đồng thuận, ổn định, đoàn kết trong nội bộ giáo hội trưởng phòng thanh tra pháp chế Ban tôn giáo chính phủ nhấn mạnh thêm. Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần xem xét, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của hiến trương, quy chế của giáo hội để đảm bảo kỷ luật kỳ cương, không để tái diễn hành vi vi phạm pháp luật tại Chùa Ba Vàng, cũng như tại các cơ sở tôn giáo khác thuộc giáo hội quản lý. Liên quan đại án Vạn Thịnh Phát, kết luận điều tra thể hiện, lái xe riêng của bà Trương Mỹ Lan đã nhiều lần đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB nhận hơn 100.000 tỷ đồng sau đó vận chuyển đến hai địa điểm để giao theo chỉ đạo. Ở giai đoạn 2, vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng buôn lậu C03 Bộ Công an xác định, bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã cùng đồng phạm lừa đảo hơn 35.000 nhà đầu tư để chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng. Bà Lan cũng bị cáo buộc là người chủ mưu, cầm đầu rửa tiền với số tiền hơn 445.000 tỷ đồng và vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ đô la Mỹ, tương đương hơn 106.000 tỷ đồng qua biên giới. Trong vụ án, C03 xác định bị can Bùi Văn Dũng là lái xe riêng của bà Lan và Trần Thị Hoàng Uyên, thư ký của bà Lan, là hai người giúp sức xếp của mình rửa tiền. Theo kết luận điều tra, ông Dũng làm lái xe riêng cho bà Lan từ năm 2012. Từ năm 2018 đến 2022, bà Lan đã nhiều lần chỉ đạo ông Dũng đến SCB chi nhánh Sài Gòn tại 927 Trần Hưng Đạo phường 1, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, gặp bị can Thái Thị Thanh Thảo, giám đốc dịch vụ khách hàng wholesale của chi nhánh này và bị can Trần Thị Thúy Ái, kiểm soát viên ngân quỹ, kiêm thủ kho ngân hàng SCB chi nhánh Sài Gòn để tham gia rút tiền và chuyển tiền từ SCB về giao lại cho bà Uyên và một số cá nhân khác theo chỉ đạo của bà Lan. Quá trình nhận và giao tiền, ông Dũng đều ghi chép cụ thể trong cuốn sổ tay cá nhân của mình. C03 xác định, từ ngày 26 tháng 2 năm 2019 đến ngày 12 tháng 9 năm 2022. Thực hiện chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, ông Dũng đã nhận 108.878 tỷ đồng và 14.757 đô la Mỹ từ SCB và vận chuyển về tập đoàn Vạn Thịnh Phát hoặc hầm B1 tòa nhà Sirwood số 127 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, giao cho bà Uyên và một số cá nhân khác. Theo C03, ông Dũng nhận thức SCB là ngân hàng bà Lan là chủ sở hữu, toàn bộ số tiền ông Dũng nhận về đều là tiền của SCB huy động được. Bị can này khai, mỗi lần chuyển tiền từ SCB về cho bà Lan thì được xếp chi bồi dưỡng từ 1 đến 5 triệu đồng. C03 cáo buộc ông Dũng phạm tội rửa tiền với số tiền 6.330 tỷ đồng. Trong đó, 5.230 tỷ đồng là tiền rút ruột của SCB và 1.100 tỷ đồng là tiền lừa đảo của các nhà đầu tư trong tổng số tiền mà ông Dũng đã nhận rào. Đối với thư ký của bà Lan, C03 xác định, từ năm 2012, bà Uyên làm thư ký và được bà Lan giao quản lý, thanh toán các thẻ tín dụng cho các cá nhân là người nhà, người thân quen của bà Lan và trực tiếp nhận các khoản tiền từ lái xe Dũng. Từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 20 tháng 8 năm 2019, bà Uyên đã nhận 143 tỷ đồng từ ông Dũng là nguồn tiền lừa đảo của các nhà đầu tư. Từ ngày 9 tháng 6 năm 2020 đến ngày 17 tháng 8 năm 2022, Bà Uyên đã 44 lần nhận tổng số tiền 5.230 tỷ đồng từ ông Dũng, ra nguồn tiền tham ô tài sản của ECB. Bà Uyên bị cáo buộc đã giúp sức bà Trương Mỹ Lan rửa các khoản tiền này. Kết quả điều tra thể hiện, ngày 22 tháng 5 năm 2024, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có văn bản đề xuất phương án xử lý khắc phục hậu quả bước đầu các gói trái phiếu của các công ty liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát với tổng giá trị hơn 1.000 tỷ đồng. Đồng thời, Vạn Thịnh Phát cam kết sử dụng gần 200 tỷ đồng của hai công ty để khắc phục cho các nhà đầu tư trái phiếu. Ngày 27 tháng 5 năm 2024, tập đoàn Vạn Thịnh Phát tiếp tục có văn bản cập nhật tiến độ nộp tiền khắc phục hậu quả. Qua kiểm tra chứng từ xác định, các công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã hoàn tất chuyển 221 tỷ đồng vào tài khoản của C03. Đối với số tiền 291 tỷ đồng trong các tài khoản được Vạn Thịnh Phát và các công ty tự nguyện xin sử dụng để khắc phục hậu quả. C03 duy trì việc ngăn chặn tài khoản và thống kê, chuyển tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật. Cơ quan điều tra cũng ra lệnh phong tỏa, kê biên nhiều tài sản liên quan đến Trương Mỹ Lan và các bị can khác để khắc phục hậu quả. Thưa quý vị, trong quá trình điều tra giai đoạn 2 của vụ án Vạn Thịnh Phát, cháu gái bà Trương Mỹ Lan là Trương Huệ Vân bị đề nghị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, Trương Huệ Vân bị cho là đã đồng phạm giúp Chủ tịch Vạn Thịnh Phát chiếm đoạt 13.000 tỷ đồng. Kết quả điều tra cho thấy, Trương Huệ Vân là cháu ruột của Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Huệ Vân được bà Trương Mỹ Lan tin tưởng giao làm cổ đông, thành viên hội đồng quản trị công ty VKMC, bổ nhiệm làm tổng giám đốc năm 2015. Vốn góp của Huệ Vân do bà Trương Mỹ Lan cho nắm giữ, thực chất là tiền của bà Lan và thành viên hội đồng quản trị công ty An Đông. Huệ Vân khai rằng, bị can không trực tiếp điều hành, quyết định các vấn đề về tài chính của cả hai công ty An Đông và VKMC, mà đều do bà Trương Mỹ Lan điều hành. Dù biết công ty VKMC không có nhu cầu và nguồn lực để đầu tư trái phiếu, nhưng theo chủ trương của bà Lan, Huệ Vân đã ký các hợp đồng chứng từ chuyển tiền cho công ty An Đông tổng số hơn 13.000 tỷ đồng để mua sơ cấp trái phiếu. Hành vi của Huệ Vân bị xác định đã phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 13.000 tỷ đồng. Theo lời khai của Huệ Vân, việc công ty An Đông phát hành trái phiếu là chủ trương của bà Trương Mỹ Lan. Dù là thành viên hội đồng quản trị công ty An Đông, nhưng Huệ Vân chưa từng họp hay được thông báo về việc phát hành trái phiếu, mà chỉ được nhân viên đưa đến bộ hợp đồng mua bán trái phiếu và các chứng từ liên quan đã có đủ chữ ký của Nguyễn Hữu Hiệu, Phó Tổng Giám đốc Tài chính công ty VKMC. Bị can tin tưởng vào chủ trương của bà Lan và tin tưởng mọi việc đã được ông Nguyễn Hữu Hiệu kiểm tra, kiểm soát nội dung nên đã ký vào toàn bộ hợp đồng, chứng từ liên quan. Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Huệ Vân thừa nhận hành vi sai phạm của mình, cho rằng vì tin tưởng bà Trương Mỹ Lan mà đã lập ký các chứng từ khống để tạo lập trái phiếu, không được hưởng lợi, đã tự nguyện nộp tiền khắc phục một phần hậu quả vụ án. Cơ quan điều tra cho rằng, xuyên suốt vụ án từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 2, vai trò của bị can Trương Huệ Vân là người làm công hưởng lương, làm theo sự chỉ đạo của cấp trên, không được hưởng lợi. Hơn nữa, bị can đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo và hợp tác tích cực với cơ quan điều tra có nhân thân tốt nên cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị cơ quan tố tụng xem xét khi lượng hình. Ở giai đoạn 1 của vụ án, Trương Huệ Vân với tư cách là cựu tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã phải nhận 17 năm tù về hai tội tham mô tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng. Theo kết quả điều tra ở giai đoạn 1, Huệ Vân được đặt ngồi vào vị trí tổng giám đốc đại diện theo pháp luật công ty cổ phần đầu tư tập đoàn Vạn Thịnh Phát, công ty cổ phần tập đoàn quản lý bất động sản Winsor Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Eurasia Concept và điều hành hoạt động Công ty Cổ phần Lavifood, Công ty Tanifood, Công ty Cổ phần Sài Gòn Galleria. Năm 2021, bà Trương Mỹ Lan mua lại Công ty Cổ phần Lavifood để đưa vào vận hành hoạt động trong lĩnh vực chế biến sản phẩm nông nghiệp và giao cho cháu gái quản lý, điều hành. Quá trình hoạt động, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo cháu gái dùng pháp nhân Công ty Cổ phần Lavifood vay vốn ngân hàng SCB để phục vụ mục đích kinh doanh và trả nợ vay tại các ngân hàng khác. Ngoài ra, bà Lan còn thống nhất chỉ đạo Huệ Vân cho thành lập công ty ma để lấy phương án kinh doanh mua bán nông sản với công ty cổ phần Lavifood nhằm lập hồ sơ vay vốn khống, tạo lập khoản vay, rút tiền từ SCB để sử dụng cho mục đích của bà Lan và Huệ Vân. Quá trình điều hành công ty cổ phần Sài Gòn Galleria, công ty cổ phần Aurasia Concept, cháu gái bà Trương Mỹ Lan còn chỉ đạo nhân viên kế toán phối hợp với SCB lập hồ sơ vay vốn tại SCB. Từ năm 2020, Trương Huệ Vân đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập, sử dụng 52 công ty ma và 4 công ty có hoạt động thật, 50 khoản vay, tạo lập 155 khoản vay khống để rút tiền khỏi ngân hàng SCB. Tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, 155 khoản vay còn dư nợ hơn 2.834 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, đủ căn cứ xác định Trương Huệ Vân đã thực hiện hành vi giúp sức đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan, thực hiện hành vi tham ô tài sản, liên đới chiếm đoạt số tiền hơn 1.088 tỷ đồng. Thưa quý vị, ngày 7 tháng 6, sau 3 ngày xét xử phúc thẩm, vụ 70 giang hồ tại Phú Quốc hỗn chiến khiến 2 người tử vong, 6 người bị thương. Hội đồng xét xử tòa án cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án với các bị cáo, trong đó bị cáo Đoàn Thiên Long bị tăng mức án từ trung thân lên tử hình. Hội đồng xét xử tuyên chấp nhận một phần kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Kiên Giang, sửa một phần bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh về hình phạt đối với nhóm sang hồ cầm đầu 70 người hỗn chiến. Cụ thể, bị cáo Đoàn Thiên Long bị tuyên mức án tử hình tội giết người, 12 năm tù tội tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt là tử hình thay cho mức án trung thân. Bị cáo Phạm Anh Hiếu bị phạt mức án tù trung thân thay án 20 năm tù, Nguyễn Văn Thái tức Thái Bớt, mức án tù trung thân. Các bị cáo Bùi Minh Trung tức Trung Cà Mau và Võ Văn Lương mỗi bị cáo 16 năm tù, tăng 2 năm và 7 năm. Nguyễn Quốc Vinh 15 năm tù, tăng 2 năm. Nguyễn Văn Quá bị phạt 18 năm tù. Nhóm bị cáo Nguyễn Minh Đăng, Danh Hiếu, Lê Quốc Vinh, Chu Việt Đức, Phan Thanh Duy, Võ Minh Thanh mỗi bị cáo 12 năm tù. Các bị cáo còn lại bị phạt từ 5 năm 6 tháng tù đến 7 năm 6 tháng tù. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Kiên Giang, xuất phát từ việc tranh chấp đất đai, Thái Bớt cùng nhiều bị cáo khác đã nhận bảo kê đo đạc đất tranh chấp cho một người dân ở ấp Bến Tràm. Ngày 27 tháng 10 năm 2022, Thái đã rủ thêm các đối tượng giang hồ, chuyên bảo kê giành đất, giữ đất tranh chấp, gồm Vinh, Lương, Ngọc, Long, Quá, cùng một số băng nhóm khác tham gia, gồm 52 bị cáo, tập hợp lại nhà của Trung Cà Mau, sau đó, nhóm này đi trên nhiều ô tô đến khu vực đất tranh chấp thì xảy ra cự cái, xô sát với nhóm của Nguyễn Văn Trường, 36 tuổi, ngụ phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc. Trong quá trình xô sát, hai người trong nhóm của Thái Bớt là Quá và Long dẫn đầu cùng đồng bọn rượt đuổi nhóm của Nguyễn Văn Trường, gây náo loạn khu vực. Sau đó, Long dùng súng hoa cải bắn ba phát vào nhóm của Nguyễn Văn Trường. Hậu quả làm Phan Trọng Hải, 26 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An và Nguyễn Anh Thư, 28 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau tử vong. Nguyễn Văn Trường và 5 người khác bị thương. Thưa quý vị, trước đó vào ngày 25 tháng 1, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tham gia xét hỏi các bị cáo vụ 70 sang hồ hỗn chiến, tranh giành bảo kê đất tranh chấp, khiến hai người tử vong và 6 người bị thương ở Phú Quốc. Trả lời tại tòa, một số bị cáo đã quanh co, không thừa nhận hành vi, liên tục đổ tội cho nhau, nên lời khai không có sự đồng nhất. Tại phiên tòa, Đoàn Thiên Long, 23 tuổi, ngụ phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, người đã trực tiếp dùng súng bắn 3 phát làm hai người tử vong, 6 người bị thương, đã thừa nhận hành vi sai trái của mình và cảm thấy rất ân hận. Trả lời về việc trước đó khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội về mình, nhưng sau đó thay đổi lời khai. Long trình bày, trước khi vụ việc hỗn chiến xảy ra, Bùi Đức Ngọc có đưa súng chỉ cách sử dụng và dặn bảo vệ cho Thái Bớt Vinh. Long cho hay, bị cáo xem bùi đức ngọc như anh ruột nghe theo mọi sai bảo của ngọc đi theo nhóm để bảo vệ thái bớt và vinh khi đến hiện trường vụ tranh chấp long cho biết từng một lần rời đi vì lo lắng anh em đi cùng sẽ gặp chuyện xong khi bị ngọc bắt quay lại liền nghe theo khi hai bên lao vào ẩu đả long bị nhóm đoài ném gạch long khai đã nổ súng khi nghe thái bớt và một đàn em của trung cà mau xúi giục, bắn đi pin bắn cho tụi nó biết sau khi hỗn chiến long bắn ba phát đạn vào đối thủ thì bỏ trốn Long trình bày, anh Ngọc kêu nhận tội. Anh Thái có nói các anh em tập trung lo cho bị cáo. Bị cáo tin lời các anh nên nghe theo. Lúc đầu đã nhận hết trách nhiệm về mình. Sau này biết như vậy tội rất nặng nên có sửa lời khai. Long cho biết thêm, trước đây Long khai chung kêu để súng ở nhà là không đúng. Vì lúc đó tin các anh lo cho mình, rồi thấy vợ anh Trung có bầu lớn nên đã nhận hết tội cho anh. Long cũng cho hay, trước đó Trung kêu bua khẩu trang, nón để nhận diện người bên phe mình. Bùi Đức Ngọc, ngụ Hải Phòng thừa nhận có đưa súng và trực tiếp hướng dẫn Long sử dụng và có kêu Long cầm súng theo để phòng thân, hù dọa đối thủ. Ngọc khai là Hiếu nhận với luật sư Hường rồi nói chuyện với Thái Bớt nhận kèo đo đất. Hiếu chỉ đường, liên hệ các bên đo đạc, liên lạc xong sẽ báo cho anh em chuẩn bị đi. Lúc đi có nghe Thái nói Hiếu giao kèo này cho nhóm mình 4 tỷ đồng. Ngọc cũng thừa nhận tại nhà chung Thái có nói anh giao cho chú trận đánh này để Ngọc chịu trách nhiệm điều hành. Đại diện Viện Kiểm sát công bố lời khai của nhóm Giang Hồ về việc khi biết vụ nổ súng khiến nhiều người thương vong. Ngọc, Thái, Hiếu, Vinh là bốn người bị cáo buộc vai trò chủ mưu, đã thống nhất khi đầu thú xe khai. Không nghe, không thấy, không biết. Cùng lắm chỉ bị xử lý tội gây số trật tự công cộng để đối phó với cơ quan điều tra. Phạm Anh Hiếu khai, Thái nói bị cáo đo đất hai lần ở đất đoài rồi bị đánh là không có, nhận kèo 4 tỷ cho anh em là không có, viện kiểm sát hỏi vì sao đồng ý làm cho luật sư hường thì hiếu nói giúp vì tình cảm chị em xã hội với nhau hiếu nhờ thái làm phụ này cũng trên tình cảm anh em hiếu khai có nhờ thái đi cùng đo đạc nhưng mình không quen ngọc quá tại nhà chung hiếu khai không chuẩn bị hung khí gì chỉ đi cùng xe thái từ đầu tới cuối không nhìn thấy hung khí gì trên xe chỉ thấy có cây gậy bóng chảy hiếu nói quan hệ anh em thân thiết xã hội với thái vì có giúp anh thái làm một số vụ liên quan các dự án trong đất đai Hiếu không thừa nhận, có khai là biết Thái là giang hồ có nhiều đàn em nên thuê mà chỉ là anh em thân thiết ở xã hội. Bùi Minh Trung tức Trung Cà Mau thì khiếu nại trong cáo trạng có những lời khai không đúng so với lời khai ban đầu của mình. Trung thừa nhận có tham gia bàn bạc, có nói đòi cũng là anh em, có gì nói chuyện với nhau. Viện kiểm sát hỏi có kêu các đối tượng khác đeo khẩu trang để che mặt và nhận diện bên phe bên mình không, thì Trung quanh co lý giải rồi mới nói có. Trung thừa nhận có quay lại video anh em tập trung ở nhà mình vào ngày xảy ra hỗn chiến, rồi gửi cho một người quen và nhắn: "Đi đo đất là phải đo như vậy nè. Trung nói mình không biết kèo này bao nhiêu, sau này mới biết." Tại tòa trung chỉ thừa nhận mình là đồng phạm chứ không phải là chủ mưu cầm đầu như cáo buộc. Nguyễn Văn Thái trình bày bị cáo không quanh co chối tội, đảm bảo lời khai của mình đúng sự thật. Bị cáo nghĩ là anh em xã hội sẽ bảo vệ nhau, nhưng lúc ra tòa lại không thừa nhận mà chối tội đổ cho nhau mình làm sao bao nhiêu thì mình nói mình nhận thôi. Theo cáo trạng luận tội của bị cáo, thì bị cáo không chối cãi nhưng thấy các bị cáo khác chối cãi nên bức xúc nói ra. Thái khai nhận hôm xảy ra hỗn chiến, chính Hiếu đã điện thoại cho bị cáo yêu cầu trở đến nhà anh Trung cà mau. Còn việc Hiếu khai khi nhận kèo với chủ đất đã gọi hỏi ý kiến bị cáo là hoàn toàn không có. Thái cũng cho biết thêm, trước khi Long bắn ba phát súng làm hai người tử vong, thì quá có bắn ba phát chỉ thiên đồng thời phản bác cáo buộc xúi dụng đoàn thiên long nổ súng vì trước đó không biết long là ai và không đứng gần nơi xảy ra vụ nổ súng Bà án sơ thẩm cho rằng bị cáo đoàn thiên long không có động cơ mục đích tước đoạt mạng sống người khác bị cáo chưa nhận thức được mức độ nguy hiểm của loại súng mình sử dụng gây án mạng do nghe theo sự sắp xếp của đàn anh tổ chức gia đình người bị hại nguyễn anh thư phan trọng hải xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo bị cáo phạm anh hiếu với vai trò tổ chức xúi dục người khác thực hiện hành vi phạm tội, nhưng khi phạm tội, bị cáo ra đầu thú, tại tòa thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bồi thường khắc phục hậu quả nhiều nhất trong vụ án. Ngoài ra, bị cáo có thành tích trong phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm, được lãnh đạo địa phương tuyên dương khen thưởng. Vai trò của Bùi Minh Trung và Võ Văn Lương chỉ tham gia với vai trò giúp sức. Áp dụng khoản 1 điều 54 đối với các bị cáo là chưa phù hợp tính chất của vụ án. Từ những nhận định nêu trên, Viện kiểm sát nhận thấy bản án sơ thẩm nhận định như vậy là chưa phù hợp với quy định pháp luật và chưa đánh giá được mức độ nguy hiểm, vai trò của các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội có sự liên kết chặt chẽ, có tổ chức, tính chất côn đồ, phân công, phân nhiệm vụ cụ thể vai trò của từng bị cáo và chính sự liên kết chặt chẽ này đã gây ra hậu quả đặc biệt lớn là hai người tử vong và 6 người bị thương. Ngoài ra, trước khi đến cơ quan công an đầu thú, thì đa số các bị cáo có sự bàn bạc, thống nhất phương án, bàn cách đối phó với cơ quan công an, nếu sau này có đầu thú thì thống nhất khai, không nghe, không thấy, không biết và cùng lắm bị tội gây rối trật tự công cộng. Viện kiểm sát cũng cho rằng trong số các bị cáo có Đoàn Thiên Long, Phạm Anh Hiếu, Bùi Minh Trung, Võ Văn Lương, Nguyễn Quốc Vinh, Trần Ngọc Phú, Lê Hoàng Lang, Huỳnh Văn Từng, Huỳnh Văn Hận, Võ Minh Thành, Phan Hoàng Quân, Phạm Hoàng Rô, Phan Hữu Phúc, Bành Văn Sang mà tòa tuyên án là quá nhẹ không tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội của các bị cáo đã gây ra, chưa đủ nghiêm, chưa phù hợp với quy định pháp luật. Ngoài ra, không đánh giá đúng mặt khách quan của tội phạm và ý thức chủ quan của các bị cáo là sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật hình sự. Viện Kiểm sát tỉnh kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm số 01 năm 2024 HSST ngày 31 tháng 1 năm 2024 của Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đề nghị tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xét xử theo hướng tăng hình phạt đối với các bị cáo Đoàn Thiên Long, Phạm Anh Hiếu, Bùi Minh Trung, Võ Văn Lương, Nguyễn Quốc Vinh, Trần Ngọc Phú, Lê Hoàng Lang, Huỳnh Văn Từng, Huỳnh Văn Hận, Võ Minh Thanh, Phan Hoàng Quân, Phạm Hoàng Rô, Phan Hữu Phúc, Bành Văn Sang Sáng ngày 7 tháng 6, sau khi kết thúc môn toán thi lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều thí sinh đã bật khóc vì đề thi môn toán năm nay khó. Trước vấn đề này, ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, kỳ thi lớp 10 là thi tuyển sinh, đề thi phải thể hiện tính phân hóa, có dễ, có khó để phục vụ được mục tiêu tuyển sinh. Theo ông Lê Hoài Nam, kỳ thi này khác với mục tiêu của kỳ thi tốt nghiệp là đánh giá kiến thức học sinh. Đề thi tuyển sinh lớp 10 phải phân loại được các em có trình độ cao hơn, giỏi hơn để vào được các trường tốt đầu, những em thấp hơn vào các trường tốt giữa và các trường thuộc tốt kế tiếp. Phó giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo nhấn mạnh, không phải đánh giá một đề thi khó hay dễ, mà đề thi phải có sự phân hóa, để học sinh giỏi làm được bao nhiêu phần trăm, rồi em học sinh khá hay học sinh trung bình yếu làm được bao nhiêu phần trăm. Mặt khác, đề thi phải đảm bảo theo yêu cầu và không ảnh hưởng đến việc lựa chọn nguyện vọng, lựa chọn trường của học sinh. Như vậy, đề khó là khó chung. Ông Hồ Tuấn Minh, tránh văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo cho biết thêm, hội đồng ra đề đã xây dựng ma trận đề thi, đảm bảo kiến thức phù hợp với học sinh. Trong đó môn toán được xác định mỗi năm đều tăng thêm kiến thức vận dụng cuộc sống. Để thi khó là mặt bằng chung, đảm bảo tính công bằng cho tất cả thí sinh. Sáng ngày 7 tháng 6, kết thúc môn toán thi vào lớp 10, nhiều thí sinh bật khóc vì đề toán khó. Một học sinh trường trung học cơ sở Hoa Lư cho biết, đề thi khá khó, trong đó bài số 5 và số 8 là khó nhất. Dù đã cố gắng hết sức và cũng ôn luyện nhiều vì mục tiêu vào trường chuyên, thế nhưng với em hai câu hỏi này vẫn quá khó. Trước kỳ thi, học sinh này đã làm rất nhiều dạng bài tập, nhưng với đề thi năm nay, em chỉ làm được 70 đến 80%, tức nếu đạt điểm tuyệt đối thì khoảng 7 điểm. Còn theo một học sinh khác của trường Trung học cơ sở Trần Văn Ơn, thí sinh này thậm chí còn không nâng nở khi các câu cuối đều không thể làm được trọn vẹn. Tiến sĩ Phạm Hồng Danh, trưởng bộ môn toán Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, về cấu trúc đề thi toán tương tự như năm trước. Tuy nhiên, một số câu hỏi có độ khó hơn năm trước, như các câu số 3, 5 và 8. Ngoài ra, các bài toán năm nay cũng khó hơn năm trước. Thưa quý vị, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 mà Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh công bố cho thấy, hơn 50% trường giảm tổng số gần 6.000 chỉ tiêu. Trong đó, những trường top đầu, trường ở khu vực nội thành giảm mạnh so với năm trước. Năm học 2023-2024, thành phố Hồ Chí Minh công bố tuyển 77.000 học sinh lớp 10 tăng 5.000 chỉ tiêu so với năm học 2022-2023. Trong số 113 trường trung học phổ thông, có 67 trường tăng khả năng tiếp nhận học sinh, 16 trường giảm, còn lại 30 trường giữ nguyên chỉ tiêu so với năm học 2022-2023. Đến năm học 2024-2025, năng lực tiếp nhận học sinh đầu cấp trung học phổ thông hoàn toàn ngược lại. Theo thống kê từ bảng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 do Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh công bố vào ngày 17 tháng 4, trong 113 trường có đến 62 trường giảm chỉ tiêu, 14 trường tăng, 37 trường giữ nguyên chỉ tiêu. Tổng số chỉ tiêu giảm khoảng 6.000 so với mùa tuyển sinh trước. Đặc biệt năm 2024, 10 trường top đầu có điểm chuẩn cao nhất thành phố nhiều năm qua hầu hết đều giảm chỉ tiêu. Ngoại trừ trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân quận 1 giữ ổn định và Mạc Đĩnh Chi quận 6 tuyển hơn năm trước 45 học sinh. Còn lại, trường Trung học phổ thông Trần Phú quận Tân Phú giảm 6 lớp 10 với 270 học sinh trường giảm trí tiêu tuyển sinh cao nhất thành phố. Sau đó, đến Trung học phổ thông gia định quận Bình Thạnh giảm 135 học sinh. Nguyễn Thượng Hiền quận Tân Bình, Nguyễn Hữu Huân thành phố Thủ Đức, Phú Nhuận quận Phú Nhuận cùng giảm 90 học sinh. Còn ba trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Quý Đôn quận 3 và Nguyễn Hữu Cầu huyện Hóc Môn giảm mỗi trường 45 học sinh. Nếu thống kê theo khu vực quận huyện, hầu hết các trường ở khu vực ngoại thành như huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, quận Bình Tân đều giảm chỉ tiêu giảm mạnh nhất là các trường như Vĩnh Lộc B, Hồ Văn Bi, Phước Kiển, Lê Minh Xuân từ 135 đến 270 chỉ tiêu. Còn khu vực nội thành thì quận Phú Nhuận có hai trường trung học phổ thông là Phú Nhuận và Hàn Thuyên đều cùng giảm tổng số 260 chỉ tiêu. Quận Bình Thạnh có 6 trường trung học phổ thông, thì trường trung học phổ thông Thanh Đa ổn định. Trường trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám tuyển thêm 45 học sinh và có đến 4 trường cùng giảm chỉ tiêu với tổng số hơn 400 học sinh. Cụ thể, trường Trung học phổ thông Trần Phú, quận Tân Phú, Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh với 270 học sinh một trường. Trường Trung học phổ thông Hồ Văn Bi, huyện Hóc Môn giảm 260 học sinh. Trường Trung học phổ thông Lương Văn Can, quận 8, Trung học phổ thông Bình Triều, thành phố Thủ Đức, Trung học phổ thông Phước Kiển, huyện Nhà Bè giảm mỗi trường 225 học sinh. Một số trường trung học phổ thông hàng năm đều có nhu cầu tuyển sinh cao từ khoảng 700 học sinh một năm trở lên, thì năm nay cũng giảm mạnh. Cụ thể, Trường Trung học phổ thông Hàn Thuyên quận Phú Nhuận giảm 170 chỉ tiêu. Trung học phổ thông Trưng Vương quận 1, Nguyễn Khuyến quận 10, Trung Phú huyện Củ Chi, Đào Sơn Tây thành phố Thủ Đức, Phan Đăng Lưu, Trần Văn Dầu quận Bình Thạnh, Trần Quang Khải quận 11, An Lạc Bình Hưng Hòa quận Bình Tân, Lê Minh Xuân huyện Bình Chánh giảm mỗi trường 135 chỉ tiêu. Những trường giảm 90 chỉ tiêu là Trung học phổ thông Phú Nhuận, Bình Chánh, Tân Túc huyện Bình Chánh, Lý Thường Kiệt Nguyễn Văn Cử huyện Hóc Môn, Nguyễn Trãi quận 4, Linh Trung quận Thủ Đức, Ngô Quyền quận 7, Nguyễn An Ninh quận 10. Ông Nguyễn Đăng Khoa, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Trưng Vương quận 1 cho biết, thông thường chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 hàng năm phụ thuộc vào cơ sở vật chất trường lớp và số học sinh lớp 12 ra trường năm nay, tức lứa học sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022. Trước những biến động về chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm nay, bà Nguyễn Đoan Trang, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Du quận 1 nhận định, khi mặt bằng chung chỉ tiêu giảm thì đương nhiên áp lực sẽ tăng cao. Tuy nhiên, đi vào phân tích cụ thể, bà Trang cho biết, với khối lớp chuyên, học sinh giỏi sẽ có nhiều cơ hội khi chỉ tiêu lớp chuyên các trường thường thì ổn định, còn hai trường chuyên lại tăng chỉ tiêu và mở rộng lớp chuyên. Với học sinh thi lớp 10 thường, bà Trang dự đoán sẽ gặp nhiều áp lực. Đặc biệt với những học sinh có dự định đăng ký nguyện vọng các trường tốt đầu như Nguyễn Thượng Hiền, Trần Phú, Gia Định, Phú Nhuận, Nguyễn Thị Minh Khai. Đồng thời, bà Trang cũng cho hay, học sinh lớp 9 ở khu vực trung tâm sẽ gặp áp lực khi các trường như Nguyễn Thị Minh Khai, Trương Vương, Lê Quý Đôn, Mary Curie đều giảm trí tiêu. Tương tự ông Cao Đức Khoa, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Huỳnh Khương Ninh quận 1, cũng nói giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước, đồng nghĩa mức độ cạnh tranh vào lớp 10 công lập tăng cao. Vì thế, giáo viên khi tư vấn cho phụ huynh học sinh, cũng như trước khi đặt bút chọn nguyện vọng, đều phải bao quát 3 tiêu chí là lực học, số chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 và trường có tổ hợp môn phù hợp với định hướng nghề nghiệp của học sinh. Trước đó, Ông Khoa nhấn mạnh, mức độ cạnh tranh, áp lực cao, đòi hỏi việc chọn nguyện vọng phải có sự đánh giá chính xác và bám sát vào năng lực học tập. Đồng thời trong trường hợp các trường trong khu vực có áp lực cao thì có thể tìm các trường ở khu vực lân cận để tăng thêm cơ hội nhưng vẫn đảm bảo về khoảng cách cự ly từ nhà đến trường không bị cảnh báo. Ông Khoa lấy ví dụ, chẳng hạn với hai trường ở quận Phú Nhuận cùng giảm trí tiêu thì học sinh lớp 9 ở khu vực này có thể tìm cơ hội ở các trường khu vực quận Gò Vấp, địa phương ít có biến động về chi tiêu. Bà Nguyễn Xuân Mai, Phó phòng khảo thí Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, tư vấn học sinh nên xác định hai điều khi đặt nguyện vọng lớp 10. Đó là nên chọn những trường trung học phổ thông công lập gần nhà và chọn trường có sức học phù hợp năng lực học tập của mình. Năm học 2024-2025, theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ngừng tuyển sinh lớp 10 không chuyên trong hai trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong và Trần Đại Nghĩa. Do đó, hai trường trung học phổ thông chuyên này không chỉ mở rộng lớp chuyên mà còn tăng chỉ tiêu những lớp chuyên hiện hữu. Cụ thể, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong tuyển 770 học sinh, tổ chức 13 lớp chuyên, bao gồm 12 lớp chuyên như những năm trước là ngữ văn, toán, tin học, tiếng Anh, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, lịch sử, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Pháp. Và năm nay mở thêm lớp chuyên tiếng Anh, toán, khoa học. Chỉ tiêu lớp 10 cũng có sự điều chỉnh so với những năm trước. Các lớp ổn định chỉ tiêu 35 học sinh một lớp như ngữ văn 70 học sinh, Toán 105 học sinh, tiếng Anh 105 học sinh, vật lý 70 học sinh, hóa học 70 học sinh, tin học 35 học sinh, tiếng Pháp 35 học sinh. Các lớp chuyên tăng chỉ tiêu so với năm trước bao gồm: Sinh học 70 học sinh, tăng 35 học sinh so với năm học 2023-2024. Các lớp chuyên lịch sử, địa lý, tiếng Nhật, tiếng Trung, mỗi môn chuyên tuyển 35 học sinh, tăng khoảng 15 học sinh một môn chuyên. Trường có lớp chuyên mới là chuyên tiếng Anh toán khoa học, có chỉ tiêu 70 học sinh hai lớp. Tương tự, trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa năm nay tuyển 433 học sinh. Ngoài các lớp chuyên tiếng Anh, toán, ngữ văn, vật lý, hóa học, tin học, sinh học. Năm nay, trường này mở thêm 3 lớp chuyên mới là tiếng Anh toán khoa học, lịch sử, địa lý. Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đã ban hành thông báo kết luận giải quyết tố cáo đối với ông Đoàn Văn Tính, đảng viên tri bộ thôn Nam Hà, đồng thời là cán bộ địa chính xã Bình Dương. Theo đó, người này đã có hành vi kích động, rủ dây người khác đến nhà dân hỏi chuyện rồi gây mất trật tự. Trước đó, Ủy ban kiểm tra đảng ủy xã Bình Dương nhận được đơn của ông Phan Công Hai, chú tại xã Bình Dương, tố cáo ông Đoàn Văn Tính có hành vi đe dọa, gọi côn đồ đến ném gạch vào nhà ông Hai. Qua xác minh, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Bình Dương nhận thấy nội dung tố cáo tối ngày 28 tháng 6 năm 2023. Ông tính tới trước nhà ông Hai điện thoại côn đồ Giang Hồ đến để tấn công ông Hai là không đúng. Tuy nhiên, khoảng 22 giờ ngày 28 tháng 6 năm 2023, tại nhà ông Hai có xảy ra vụ ẩu đả. Ông Hai tấn công ông Dương Minh Hoàng bị thương phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Nghe tin ông Hoàng bị tấn công, ông Tính và ông Dương Minh Hảo, em ruột ông Hoàng, đến nhà ông hai. Do quá kích động nên ông tính xông thẳng vào hiên nhà ông hai, thì được một số người có mặt can ngăn đẩy ra ngoài. Nội dung tố cáo thứ hai, ủy ban kiểm tra đảng ủy Sa Bình Dương xác định ông hai tố ông Đoàn Văn Tính chủ mưu cầm đầu có tổ chức là đúng, riêng nội dung có đối tượng côn đồ đến nhà ông hai là không đúng. Cụ thể, khoảng 21 giờ ngày 9 tháng 9 năm 2023, vì nhớ lại chuyện ông hai gây sự nhiều lần và thường xuyên làm video nói xấu mình gửi cho nhiều người nên ông tính rủ dê kích động ông nguyễn văn hải và ông nguyễn ngọc hoàng cùng chú tại thôn lạc câu xã bình dương đến nhà ông hai để nói chuyện khi đến nơi ông tính hai lần gọi ông hai mở cửa nhưng ông hai không mở qua xác minh xác định chỉ có ông nguyễn ngọc hoàng lấy gạch ném vào nhà ông hai ông tính và ông hải không ném gạch ủy ban kiểm tra đảng ủy xã bình dương cho rằng trong đêm tối ông tính vì mâu thuẫn cá nhân đã rủ dê kích động ông hải và ông hoàng đến nhà ông hai là người dân gọi mở cửa và để ông Hoàng ném gạch vào nhà ông Hai, gây dối trật tự và làm hư hại tài sản của công dân. Ông Tính đã vô trách nhiệm trước hành vi sai trái của ông Hoàng, không kịp thời ngăn chặn, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Điều này đã gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng. Xe các hành vi vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Bình Dương quyết định kỷ luật ông Đoàn Văn Tính bằng hình thức cảnh cáo. Liên quan đến vụ việc này, ngày 16 tháng 5 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thăng Bình đã có quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thăng Bình, sau khi kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm cho thấy, vụ việc ông Nguyễn Ngọc Hoàng dùng gạch ném vào nhà ông Phan Công Hai vào đêm ngày 9 tháng 9 năm 2023 gây thiệt hại về tài sản của ông Hai với tổng giá trị hơn 1,6 triệu đồng, không đủ yếu tố cấu thành tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Đồng thời, việc nhóm ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Đoàn Văn Tính, Nguyễn Văn Hải gây ra tại nhà ông Hai tuy có ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại khu vực nhưng chỉ ở mức vi phạm hành chính, không cấu thành tội gây dối trật tự công cộng. Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ cán bộ công chức hành xử thiếu chuẩn mực với người dân khiến dư luận không khỏi bức xúc. Trước đó vào tháng 5 năm 2023, dư luận từng không khỏi xôn xao về đoạn clip công an huyện Lào Cai văng tục đe dọa với người vi phạm giao thông. Liên quan đến clip ghi ra hình ảnh, tổ công tác xử lý vi phạm giao thông với tài xế ô tô lan truyền trên mạng xã hội. Ngày 27 tháng 5 năm 2023, lãnh đạo công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đã xác minh thông tin. Đại diện công an tỉnh Lào Cai cũng khẳng định, đơn vị này đã yêu cầu làm báo cáo sự việc. Theo đó, mạng xã hội đăng tải đoạn clip về việc tổ công tác xử lý vi phạm giao thông với tài xế ô tô. Trong quá trình làm việc, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi. Clip ghi lại hình ảnh người mặc trang phục lực lượng công an có thái độ gay gắt, liên tục buông những ngôn ngữ tục tiễu với tài xế vi phạm. Theo người đăng tải, cán bộ văng tục trong clip là lãnh đạo công an một huyện ở Lào Cai. Lên tiếng về vụ việc, một lãnh đạo công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đã sang minh clip tố cán bộ công an huyện có lời lẽ thiếu chuẩn mực với người vi phạm giao thông nói trên. Ngay khi được chia sẻ, đoạn clip nhanh chóng gây sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ bức xúc về thái độ thiếu chuẩn mực của cán bộ công an. Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng tài xế vi phạm giao thông có thể đã chống đối, không hợp tác với cơ quan chức năng nên mới dẫn đến cơ sự trên. Trước khi xảy ra câu chuyện gây bức xúc này, vào sáng ngày 18 tháng 5 năm 2023, trên mạng xã hội Facebook cũng lan truyền đoạn video về việc một người đàn ông tự xưng là trưởng công an phường Bãi Cháy, dọa tác động vật lý người dân. Theo hình ảnh video ghi lại, Người đàn ông mặc quần đen, áo trắng có biểu hiện say rượu, dùng những lời lẽ thiếu văn hóa để lăng mạ và đe dọa một người mặc quần áo cộc. Không những thế, người đàn ông mặc quần đen, áo trắng còn tự xưng "tao là trưởng công an phường Bãi cháy". Ngay sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, video này đã gây xôn xao dư luận. Được biết, người đàn ông trong video lan truyền trên mạng xã hội là ông Nguyễn Thành Nam, trưởng công an phường Bãi cháy. Vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 17 tháng 5 năm 2023 tại đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, công an thành phố Hạ Long đã có mặt tại hiện trường và bước đầu xác định. Vào thời điểm trên, đã xảy ra va chạm giao thông giữa ô tô biển kiểm soát 14A-70787 với ô tô biển kiểm soát 14A-50698 do ông Nguyễn Thành Nam điều khiển. Vụ va chạm khiến hai ô tô bị hư hỏng nặng. Tuy vụ việc không xảy ra thiệt hại về người, nhưng vì thiếu kiềm chế nên ông Nguyễn Thành Nam đã không giữ được bình tĩnh và có những lời lẽ thiếu chuẩn mực. Dù chỉ là con sâu làm dầu nổi canh, nhưng việc một số cán bộ, lãnh đạo thiếu kỹ năng giao tiếp, phát ngôn không chuẩn mực, hành vi thô lỗ, côn đồ cũng đã ít nhiều làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với cơ quan công quyền. Trước thực trạng những nhối trên, Bộ Nội vụ đã lấy ý kiến góp ý cho dự thảo nghị định ban hành Bộ Quy tắc Đạo đức Công vụ. Theo đó, Bộ Quy tắc này yêu cầu cán bộ, công chức viên chức phải lịch sự khi tiếp xúc với người dân. Đặc biệt không được chửi thề, nói tiếng lóng, quát nạt, làm người dân căng thẳng bức xúc. Theo đó, Bộ Nội vụ cho biết, ngoài các căn cứ về chính trị, pháp lý và văn bản chỉ đạo của chính phủ, thủ tướng, thời gian qua, bộ phối hợp với các bộ và địa phương thực hiện đánh giá thực trạng việc thực hiện các nội dung về đạo đức công vụ của cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước. Qua đó cho thấy, vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định, như một bộ phận cán bộ, công chức viên chức còn bộc lộ sự yếu kém trong giao tiếp ứng xử với người dân, tổ chức và đồng nghiệp. Vẫn còn những hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật gây ảnh hưởng đến uy tín của bộ, địa phương và hình ảnh của cán bộ công chức viên chức. Thực trạng trên có nhiều nguyên nhân. Trong công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường nhưng vẫn còn tình trạng nể nang, hình thức, chưa kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Chủ yếu vẫn làm theo chuyên đề, theo được cao điểm. Việc xử lý vi phạm về đạo đức công vụ, kỷ luật kỷ cương hành chính chưa mang tính răn đe, chưa thật sự nghiêm do đó bộ nội vụ cho rằng cần phải nghiên cứu xây dựng và ban hành nghị định ban hành bộ quy tắc đạo đức công vụ làm căn cứ để các bộ và địa phương thực hiện nghiêm túc thống nhất trong cả nước mục đích của bộ quy tắc này nhằm đảm bảo sự liêm chính văn minh chuyên nghiệp phù hợp với nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ công chức viên chức bảo đảm việc công khai quy tắc đạo đức của cán bộ công chức viên chức để nhân dân giám sát đây cũng là cơ sở để cán bộ công chức viên chức tu dưỡng rèn luyện bản thân nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Bộ quy tắc này cũng là cơ sở để thực hiện việc giám sát, đánh giá về đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức và là một trong những căn cứ để cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền xem xét, quyết định việc đánh giá, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật. Ngoài quy tắc đạo đức chung, dự thảo nghị định cũng dành một chương quy định rõ những chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức, chẳng hạn như quy định về tính chính trực, sự liêm chính, yêu cầu cán bộ, công chức viên chức không được lợi dụng vị trí công tác, chức vụ để mưu cầu lợi ích cá nhân. Không để các thành viên gia đình, cán bộ, công chức viên chức thuộc thẩm quyền quản lý đòi hỏi hoặc nhận tiền, tài sản, những lợi ích khác liên quan đến công việc, nhiệm vụ do cán bộ, công chức viên chức có thẩm quyền giải quyết. Ngoài ra, cán bộ, công chức viên chức phải công khai thu nhập cá nhân theo quy định.